Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô tô Cần Thơ. Và mình là Trường Giang, chuyên kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô nước ngoài sử dụng. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939 529686 86. Và đến video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về các dòng xe hiện tại mà đang có ở bãi mình. Mình làm cái clip tổng hợp cho anh em xem cho nó dễ. Đây là cái con CX5. Con này thì nó là 2017 nha anh em, bản 2.5 full. Thì hiện tại con xe này mình đang kêu giá là 655 triệu. Thì anh em cứ xem xe rồi thương lượng với mình. Tiếp theo là mình sẽ Camry 2.0e đời 2017. Xe này thì xe nhà nha anh em. Con này thì mình đang kêu giá là 690 triệu. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em con Sedona đời 2016 bản dầu mang full. Con này thì mình đang kêu giá là 750 triệu nha anh em. Sedona 7 chỗ bản full máy dầu. Tiếp theo là sẽ giới thiệu cho anh em con Sena 204. Con này thì máy xăng nha anh em, máy 3.4. Dòng này thì 7 chỗ cực kỳ rộng nha anh em. Mình sẽ giới thiệu cho anh em những con tải. Con này là Kia tải 2,5 tấn đời 2019. Con này thì mình đang 380 nha anh em. Con này là 380 triệu. Kế đến là con Kia K165 đời 2015, thùng sàn inox, tải 2,4 tấn, cabin máy lạnh. Con này thì mình đang chào giá là 280. Kế đến là con Thaco 2020, tải 990 kg. Con này thì mình có tới 2 con là nghe anh em. Thì mình kêu đồng giá là 185 triệu, bao gút hồ sơ cho anh em. Còn đây là con xe Kia thùng kính 2,5 tấn. K165 đời 2016 luôn. Con này thì mình đang kêu giá là 285 triệu. Mình cũng bao gút hồ sơ. Cái con xe Ben. Ben này là Ben Vim máy Hyundai nha anh em. Con này thì tải nó là 1,5 tấn, thùng nó được 2 khối. Đời 2016. Còn xe HD350 Hyundai. Con này thì tải 3,5 tấn, thùng dài 4,4 m nha anh em. Hyundai HD350. Con này thì mình đang kêu giá là 390 triệu nha anh em. Con này thì là xe K3000 đời 2013, xe đông lạnh. Còn đây là con Tata máy dầu đời 2019, tải được 1,2 tấn nha anh em, thùng kính. Con này thì mình đang kêu giá là 190 triệu, anh em xem xe trực tiếp thương lượng nha. Xe thì mình cũng bao gút hồ sơ cho anh em. Còn con này là hàng hot nha anh em, Isuzu 5,7 tấn, thùng dài 6,2 m đời 2020. Con này thì mình đang kêu giá là 700 triệu thôi, bao gút hồ sơ cho anh em. Ngoài 20 ra thì mình còn 2018 nha anh em, mình còn con 2016 nữa. 2018 thì mình đang kêu giá là 650 triệu, 2016 thì mình kêu là 565 triệu. Còn em này là em Hino đời 2015, tải 5,7 tấn, thùng dài 6,7 m, thùng nhôm hộp. Con này thì hiện tại là mình đang kêu giá là 685 triệu nha anh em. Xe thì mình cũng bao gút hồ sơ cho anh em. Xe này thì thùng nhôm, thùng sàn inox, sàn dập sóng. Đây là xe Suzuki Van, xe bán tải 2 chỗ ngồi, tải được 580 kg, đời 2016 nha anh em. Cabin thì có máy lạnh, xe thì có vết nhăn. Con này thì mình đang kêu giá là 185 triệu. Con em này là em Hyundai HD700 đời 2016. Con này thì tải được 7 tấn nha anh em, thùng dài 5,05 m, cũng thùng nhôm, sàn inox. Con này thì hiện tại mình đang kêu giá là 575 triệu. Tiếp theo mình sẽ lên cho anh em một con xe 3 chân đời 2015. Con này là Mitsubishi Fuso nha anh em. Con này tải trọng được 15 tấn, thùng dài 9,2 m, thùng cực kỳ dài. Con này là 3 giò. Tải thì được 15 tấn. Con này thì loanh quanh hiện tại giờ mình đang kêu giá là 720 triệu nha anh em. Đây em này là em Hyundai HD650 đời 2017, tải trọng con này là 6,5 tấn nha anh em, thùng dài 4,95 m. Con này thì thùng hãng, sàn đà gỗ nha em, tại khách trước người ta chở ga. Mình có cái clip chi tiết về cái em này trên YouTube của mình đó anh em,
thì anh em có gì qua coi bên đó giúp mình nhé. Giá cả sơ bộ thì mình đang bán con này là 545 triệu. Tiếp theo là em Thaco 990 kg đời 2020, thùng này là thùng lửng nha anh em. Mình có một con thùng ben, đây thùng ben, sắp tới mình sẽ quay con thùng ben cho anh em. Con này thì thùng lửng, thùng lửng thì mình đang kêu giá là 140 triệu, còn thùng ben thì 145 nha anh em, đời 2020. Con xe ben nó thì là tải 750 kg, còn con thùng lửng là 990 kg nha anh em. Còn đây là em Vim 1.9 máy Hyundai. Xe này thì xe thùng dài nha anh em, thùng dài 6m2, tải 1.9, tổng trọng tải dưới 5 tấn để anh em đi vào thành phố. Con này thì mình đang kêu giá là 285 triệu. Đây là con Isuzu 2016 nãy mình vừa báo giá cho anh em. Và cuối cùng là em Thaco K165 đời 2017, xe thùng lửng nha anh em. Con này thì mình đang kêu giá là 305 triệu. Anh em đã xem video thì bên mình nhận trao đổi mua bán tất cả các dòng xe tải xe ô tô đã qua sử dụng. Thì số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.